Xin chào tất cả các bạn. Cũng rất là lâu rồi thì chúng ta mới quay trở lại trò chuyện cùng với nhau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về bệnh lý cúm và cũng như vaccine về cúm. Như chúng ta cũng biết rằng cúm là một cái bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp và tăng mạnh vào mùa đông xuân. Tuy nhiên năm nay, thời tiết năm nay khá là khác biệt. Tuy là giữa mùa hè nhưng mà có rất là nhiều đợt không khí lạnh bất thường, do đó cũng là điều kiện để mà virus cúm phát triển. Và khi mà nhiễm cúm thì toàn thân của chúng ta sẽ có cảm giác bị sốt, cơ thể mệt mỏi, mỏi cơ, đau đầu và đường hô hấp. Tại đường hô hấp thì sẽ thấy có những triệu chứng như là ho, hắt hơi, sổ mũi, rát họng, ngạt mũi. Và đối với người trẻ thì thực ra mà nói thì cúm giống như là một cái bệnh khá là lành tính. Có điều là nó chỉ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, đặc biệt là người trên 65 tuổi hoặc là người có bệnh nền như là đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch, những người phụ nữ mang thai và cho con bú, hay là trẻ em dưới 5 tuổi, những người mà có bệnh lý suy giảm miễn dịch kèm theo, thì cúm có thể gây nên tình trạng là viêm phổi nặng, thậm chí là có thể gây nên suy đa tạng. Và trên thực tế thì đã ghi nhận những trường hợp tử vong vì virus cúm. Hiện nay vaccine phòng ngừa cúm khá là hiệu quả. Nó giúp giảm được 90% cái khả năng mắc bệnh và đến 70-80% là nguy cơ tử vong vì cúm. Tuy nhiên, cái nhược điểm lớn nhất của vaccine cúm mà mình thấy được đó là cái khả năng bảo vệ của vaccine cúm chỉ có trong vòng khoảng 1 năm. Bởi vì sao? Bởi vì virus cúm là tính chất đột biến rất là nhanh. Trong năm thông thường nó đã đột biến rồi và sinh ra chủng mới. Và có nghĩa rằng là nếu chúng ta chích vaccine cúm năm nay thì năm sau là không còn khả năng bảo vệ nữa. Do vậy, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo mỗi chúng ta nên tiêm vaccine cúm hàng năm để đảm bảo được sự tương đồng giữa cái vaccine, giữa cái chủng virus đang lưu hành trong thực tế và cái chủng virus vaccine cúm ở trong vaccine cúm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, hay còn gọi tắt là CDC, đã khuyến cáo những đối tượng mà nên tiêm vaccine cúm hàng năm, đó là người già, những người mắc bệnh nền, những người mắc bệnh suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 5 tuổi. Trong đó, đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta nên tiêm vaccine cúm tốt nhất là trước khi có ý định mang thai 3 tháng hoặc ít nhất là phải 1 tháng. Còn đối với người trẻ thì mình thấy rằng nếu như mà cân nhắc giữa cái việc chi phí của một liều vaccine cúm mỗi năm so với cái chất lượng cuộc sống ảnh hưởng trong quá trình học tập và làm việc, thì mình thấy rằng là lựa chọn tiêm vaccine cúm hàng năm cũng là một cái điều ưu tiên nên làm. Đó là những chia sẻ rất là cơ bản nhất về vaccine cúm mà ngày hôm nay mình muốn gửi đến các bạn. Chào tạm biệt.